Mỗi lần mà chúng ta mặc áo dài, có lẽ là đó là cái trang phục mà làm cho chúng ta tự tin nhất. Không biết là quý chị, quý cô, cô Kiều Trinh có đồng ý không? Khi mà chúng ta mặc cái áo dài trên người của chúng ta, đó là cái trang phục mà làm cho phụ nữ Việt Nam cảm thấy vô cùng tự tin, vô cùng hãnh diện về cái chiếc áo dài. Và cái thưa vị, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, anh là nhà thiết kế áo dài hàng đầu của Việt Nam với thâm niên hơn 30 năm trong nghề, cùng với những kinh nghiệm quý báu khi thiết kế chiếc áo dài cho hàng triệu khách hàng, trong đó có rất là nhiều những doanh nhân, những chính khách, những người nổi tiếng trong và ngoài nước. Vâng, và thưa quý vị, nhà thiết kế đã từng thiết kế cho rất nhiều những người nổi tiếng. Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã hiểu rằng trong dòng chảy thời gian và lịch sử, áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn là một đại diện tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, có sứ mệnh truyền tải và quảng bá vẻ đẹp độc đáo, đặc sắc của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Và những lần đem áo dài đến giới thiệu với thế giới thông qua các buổi trình diễn, chuyến lưu diễn quốc tế như là Paris Fashion Week, Couture 2018, Liên hoan phim Cannes, chuyến đi lưu diễn tại Hàn Quốc cùng các nguyên thủ, trình diễn áo dài tại Italy, tại Pháp, đặc biệt là sự kiện trình diễn tà áo dài tại New York Couture Fashion Week vào năm 2017 và năm 2019. Và bây giờ, xin quý vị hãy cùng hướng về sân khấu với những tà áo dài của nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam với các thành viên của W Liên. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, xin quý vị bên trong pháo tay thật lớn cho những chiếc áo dài rất là đẹp của đêm hôm nay. Và đầu tiên đó là thạc sĩ toán MC Như Lan. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã.